Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu vàng có tên của cầu thủ Kawhi Leonard nhìn này của tôi. Bây giờ các bạn phải làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau nha. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than, màu đen, màu xanh lá này. Tiếp theo là màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng và cuối cùng là màu xanh nước biển này. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ, hình tròn của hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo là hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác và cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nha. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái chữ cái như này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V nhé. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào cái kim này nhé. Mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây thừa ra như này. Bây giờ mình sẽ cắt cho sợi dây này nó ngắn bớt đi nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé.